Hello, xin chào mừng các bạn đến tới tập tiếp theo của Minecraft gì nhỉ? Roots to Life Adventure and Dungeon. Lâu quá mình quá thêm. Thì hôm nay tập tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi săn rồng. Thì ở tập trước thì mình đã bắt được mấy con Pixie này và mình để nó ở đây. Thì hy vọng ngày hôm nay mình sẽ phải kiếm được thêm mấy cái bọn Pixie để mình hoàn thành nốt cái bộ sưu tập các bạn. Thì hôm nay mình sẽ xem mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Có lẽ là mình sẽ săn để kiếm da rồng để mở cái lò này, chúng ta có thể nung ra được cái iron steel hay là iron steel, quên tiêu nhỉ, để xem coi da rồng mình có nhiêu nhỉ. Mình hiện tại thiếu khá khá là nhiều da rồng. Cái cuốc gì đây, sao nó nằm đây? Mấy cái này mình mở mà mình không có xài cơ, mà mình còn khá là ít da. Chắc là lấy mình sẽ săn khá là nhiều rồng đấy. Để mà mình có thể săn rồng lửa thì mình cũng đã chế tạo nhanh cái cung bằng băng để mà mình đi gì cùng lửa cho nó nhanh đấy các bạn. Con rồng đầu tiên. Mới gà là trời tối mình không có vui nữa nha. Kìa các bạn có thấy nó bò không? Đấy. Nó đang bò lúc nhai đúng nhúc lên kìa. Con này có 489 máu. Nó đang làm gì nhỉ? Thường giờ này rồng nó không ngủ làm gì ta? Mình sẽ quất một giấc trước khi mình đánh rồng các bạn. Đây đặt được hả? Ê đừng bay lên đây nha. Ui ui ui, đi xuống đi ngủ các bạn ơi, giúp cho ngủ bạn ơi. Ui ui thôi ngủ đại đi, cùng lắm thì nó cạp thôi. Các bạn thấy không, mình ngủ mà còn ngắm rồng khạc lửa các bạn. Rồi chúng ta đi săn thôi. Hôm nay con rồng lục bảo khá là đẹp á. Bình thường chúng mình trời khởi giáp mình sao tới nát cái này. Chứ mình bắn cung đâu bạn ơi, mình không cần chiến đâu. Bậy quá rồi, một giáp mình banh chành hết rồi. Ôi xuống đi mày, bậy hoài cái con này. Cứ ném phân mà cán bộ hoài vậy. Kìa, các bạn thấy nó ném liên tục 4 trái không? 5 trái rồi. 6 trái. 7 trái. Mệt nha, ăn nãy giờ cũng mệt rồi đấy. Hay làm đứng dưới nước các bạn, chứ ở dưới trên bờ là cũng mệt mỏi lắm. Mày xuống nước là mày xong rồi bạn. Xong rồi bạn Long ơi. Cái hồn mình hết tên rồi bạn ơi. Để mà mình đi đổi tên. Được bao nhiêu đây? Than 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 than, mình không biết được bao nhiêu nữa. 27 già. Cuối cùng mình sửa xong bộ giáp. Trời đất ơi. Còn đúng 28 da. Đủ 3 block. Nãy mình quên để anh lên. Con rồng này màu nâu à? Đây là con rồng tiếp theo. Ui ui. Mình đi tìm mãi mà được cái con mương nhỏ nhỏ là mình đứng xuống các bạn. Ây dạ. Cái mương nhỏ nhỏ không? Mình mấy con rồng lửa các bạn tốt như kiếm cái thông rồi gần các bạn bắt cái nước. Các bạn biết bắn thoải mái luôn. Ấy nó bò lên này. Ý. Còn đi khôn thế, mấy con đi khôn quá mọi người. Rồi tao tao cuối xong. Con này nó khôn quá, nó xuống nước. Qua đây. Ui, xuống nhà rồi. Chạy này ơi, chạy này ơi. Ôi con này nó gượng chí, chí nhanh quá. Con này chắc mình nghĩ là nhiều da mà, tại 500 máu luôn. 500 máu luôn. 500 máu thì cũng chết rồi bạn ơi. Ui ui con này tele le tới đây à. Lắc em chết đi chết đi, mấy cái này ít máu mày chặt rồi mày mày. Ui nó ngậm lên rồi. Mày ai mình được nhiều da đây, càng nhiều da càng tốt, mình đang cần rất nhiều da. Cảm ơn trên 3x đi mà, cảm ơn trên 3x đi. Xong rồi 11 da vậy, chán thiệt các bạn. Đủ quả lóc chán thiệt, xương cũng ít cơ.
Ai, chúng ta sẽ lút nhanh tàu rồng và đến với con rồng tiếp theo. Mày dọn này vô cái nè, quá mệt mỏi. Let's go. Mình sẽ lấy hết vàng các bạn. Cái tổ còn ba này mình thấy cũng có nhiều đồ đâu, có vàng mà tại vì vàng sau này cần mình có nhưng gom hết nhiều được cái mod cái này nằm trên đó gì. Tôi có cái mod này mình đào vàng nó nhanh đấy các bạn thấy không, khỏe. Ý có kim cương nè, mới chơi cờ bắp xong, xin lỗi nha, ông gương này cùi thiệt các bạn, đúng cùi luôn, mình càng càng nói nó càng cùi này. Ê, có kim cương rồi nha, kim sắt bỏ đi. Giờ tiếp theo chúng ta đến cái con tiếp theo đây. Let's go. Cắt bớt đồ đã, quá trời đồ rồi. Con rồng đâu nhỉ? Rồng đâu ta? Hôm bữa mình còn thấy nó ở đây mà. Nên bây mình tìm cái này. Con ơi, cho bố lên chứ. Anh bỏ tay ra mới được, để hiểu. Đâu ta? À kìa, đằng kia. Đằng kia bạn ơi. Chết rồi, làm sao vụ qua sông người ta. Tổ gồng bằng đó hả, có cách nào để mà mình vụ nó không nhỉ? Đi nó xuống rồi, nó đứng xuống rồi bạn này, vậy thì được, mình bay qua đây mình vụ được, để nó đừng bay thôi, nó bay mình khó vụ lắm. Đâu rồi gồng ơi, đây rồi bạn này. Nó đang bị gì đây, gồng bị kẹt các bạn. Ngon chứ, giờ thấy gồng bay bị lùi thế chứ, giờ nó cái gồng bay nghiêng nha. Ô nó hết bị nó hết bị rồi này, chạy 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 chạy, nó hết bị nghiêng rồi, nó bị nỉển rồi. Rồi cuối cùng nó bò ra đây thôi, mà nó biết tại sao cái map này của mình toàn gồng đỏ không bạn. Hôm bữa bây giờ mình giết con ba bốn con gồng đỏ, tới nỗi mà cái con gần nhà mình nó cũng là gồng đỏ luôn. Thì mình hiện tại mình không giết con gồng nữa nha, thì cuối clip này các bạn sẽ biết mình sẽ làm cái gì luôn. Hiện tại mình khá là ít tên nên là mình phối hợp giữa cung với kiếm nha. Mình nghĩ dòng gầm đỏ nhiều da lắm, mình có duyên với nó lắm mày. 39 da này, đấy. Lần đầu tiên mình giết gầm đỏ mình cũng được khá nhiều da nữa. Giờ mình sẽ lại loot nhanh nha mày. Con gầm tiếp theo mình gặp cũng là gầm đỏ. Các bạn thấy không? Mình hên lắm. Còn gặp vòng đó thôi. Nó bay đâu rồi? Tại sao mà nó không xuống này nhỉ? Thường mấy con rồng này các bạn đi di chuyển vào tầm 64 block là tụi nó đã phát hiện rồi nha. Không biết tại sao mấy con rồng mình gặp toàn mấy con rồng mù mình không hiểu nổi, nó đứng sát bên luôn rồi này. À, mình cẩu đạn rồi cho bạn coi này, nó cũng không hay đâu, nó kia cháy hết rồi. Mày mày này học à, mày này lại học, mày này chúng đi chợ ơn, bắn vào mắt người xem nãy giờ chúng tiếp nào. Đấy bạn thấy không, mình bắn nãy giờ mình nó có hay đâu. Mod này gồng mù rồi, tù gồng bị mù rồi, lại hụt nữa rồi. Bắn hồi cháy gần hết rồi, tại cung mình không lửa ấy. Cái nào mình bắn nó chết trên đó luôn không ta? Ui nó rớt xuống là hình quá, tưởng nó chết chảnh mệt ấy. Ê bị khuất rồi. Từ từ nha gồng ơi. Áo tới liền. À nó đây nó đây. Thiệt tình chứ gừng cây khó chịu thật. Gồng này con gồng này ai còn một trăm mấy máu, con gồng này nó bị đơ rồi bạn, hết đơ rồi, nó đơ rồi bạn ơi. Nhưng mà làm gì nhau, chạy 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 thôi bạn ơi, thôi mày sao máu thì thôi, mình bắn thì ba mũi nữa chết gì đâu mày. Ui cho mình lấy máu gì rồi bạn ơi, tại vì mình đang đeo nhẫn kháng lửa như bạn nên là không sao đâu, giờ thoải mái. Tầm này có lava may ra mình còn sợ chứ mấy cái con lửa gông này thì đấy các bạn thấy không, 26 già
Ok, cũng nhiều lắm đâu, nhưng mà nó cũng nhiều. Đấy, các bạn thấy là mình cháy không sao đâu. Mình thấy một con Bixi, có lẽ là màu đỏ đấy. Hốt nó này. Đây rồi. Ui ôi, mình ấm lộn ship. Đây rồi, con màu đỏ. Mình còn thiếu con màu vàng nữa. Vậy là gần đây có một cái làng Bixi các bạn. Mình sẽ bay vòng vòng tìm cái. Nó nhỏ quá nên là mình hy vọng mình sẽ thấy dễ hơn chút. Chứ đây gần không mà mình không biết là nằm đâu nữa. Đâu nhỉ? Ý, con gồng đó kìa. Đại gồng đó. Em trai mình săn con gồng đó đấy các bạn. À, mình đậu đây đây. Mình để gồng nó khạc chết con chim mình á. Chim bị cháy không ổn đâu. Giết. Gồng ơi, tao tới đây. Nhưng mà chắc này mình bắn cung thôi, mình không có lao vô các bạn. Mặc dù la giết thôi mình chỉ bắn cung thôi. Thấy không? Các bạn thấy không? Cái gồng này nó mù lắm. Để mình bắn này mà gì đâu nó chả làm gì mình hết. Mình thấy không? Đấy. Chỉ đứng yên chỗ này. Đố các bạn tìm được cái thằng YouTuber đéo nào mà nó đứng bắn rồng như này mà rồng chả thấy gì. Rồng mù mẹ rồi. Rồng này 500 máu, rồng 5 nhiêu máu vậy? Ý, nó chết luôn rồi. Hồi lúc trước mình chơi rồng này chỉ khoảng 300 thôi, 300 đến 400, cao nhất là 500 mà hôm nay mình nói toàn 500 400 mà. Có lẽ là cái độ khó của mod này tăng lên nữa rồi. Hoặc là thấy người chơi hấp diêm mấy rồng này nhanh quá nên là mấy chủ mod nó sửa lại. Đây rồi, con này nhiều máu đây, 523 máu đấy các bạn thấy không? Rất là nhiều máu luôn. Mà nhiều máu thì đương nhiên sẽ nhiều da. 45 da luôn các bạn, nhiều quá. Cái kinh nghiệm là các bạn thấy máu nhiều là các bạn vui đi. Nếu mình cắt cái này vô đó, cái này mình dọn kỹ kỹ một chút. 45 da, ngon. Là cái si đâu nhỉ? Hồi nãy giờ mình bay vòng 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 nãy giờ mình không thấy nó luôn. Một con cũng không thấy nữa. Nhưng mà gặp cái làng. Cái si đâu rồi ta? Mình cần tìm một con màu vàng nữa. Con này hiếm lắm bạn. Cái con này hiếm lắm đấy. Chơi bay nhiều lắm mới gặp được. Cái gì đây? Không gì hết các bạn à, cuối cùng mình cũng đã gặp được nó nè bạn. Nó nằm trong khu hẻm này ạ. Mà hình như mình thấy cái làng này nó to hơn cái làng bên kia các bạn. Cái làng lúc trước mình gặp á. Bạn nhìn này. Ê, các bạn nhìn thôi mà mình té mất tiêu rồi. Lẽ mình sẽ bắt block lên nè, rớt con chim cho nó. Ai ơi, mệt mỏi thật sự. Cái nút xuống của cái game này là nút ship, cái lúc hạ xuống thì là nút ít nên là nhiều khi mình lộn hoài. Cứ quen tay bấm nút ship thì mình bay phát xuống luôn. Thôi là mình không bay cao quá chứ. Ít có con xanh lá này, xanh lá thì mình có rồi. Ôi. Tới rồi bạn ơi, mình bay vòng mình bắt cho nhanh. Mình không biết là mình không có con chim mà bắt mấy con này kiểu gì luôn á, nó bay cái này sao bắt. Đứng lại nào, đứng lại nào. Đây rồi một con màu xanh, con xanh có rồi, con màu xanh đâu vậy? Ê. Ê. Đâu nhỉ? À hiểu kho rồi. Ui có con màu vàng này đúng không? Ui có màu vàng các bạn ơi, con vàng đâu vậy? Con vàng yay. Vậy là mình hoàn thành xong cái bộ sưu tập của mấy con Bixi. Còn cái chỗ hỏi kia là mod nó xóa nghe mày, đéo thì bắt được đâu, không thì bắt được mấy con chấm hỏi đâu. Mà nó biết là mấy con đó là con màu gì nữa, có lẽ là màu màu xanh dương. Màu xanh dương rồi, rồi màu gì ta, mình cũng không biết nữa. Ở đâu vậy? Ở đâu nhỉ? Nó biết mắt rồi đúng không bạn? Nhưng mà đâu rồi ta? Cái con hồng, con gì thôi.
Ui, nó bấm lộn nữa nè. Ui, lộn tiếp này. Mày bấm lộn ship nữa nè mày. Có lẽ là mình sẽ chôm chĩa hết cái làng luôn quá. Để mà mình bắt gì mình dự trữ, mình lỡ mình giết mình kiếm mấy cái đớt nha mày. Là cái cánh của con này khá là hiếm nên là mình phải giết khá là nhiều con để gây cái cánh của nó để lấy được cái chuộng. Nhưng mà trước tiên mình phải chụp bộ hình đã, tại vì hiếm khi nào mà có hai cái làng Mixi gần nhau như thế này. Khá là nhiều luôn các bạn. Dạ đương nhiên là mình sẽ không bắt hết được rồi, mình sẽ để lại thôi, mình bắt những cái con cần thôi. Sau này qua đây mình đổ xác hết, bắt thêm con này nữa. Con này cũng dễ thương này, con này búp may mắn thì phải. Ý, lọt cái này rồi. Đâu rồi, con xanh dương đây. Đấy. Ý, kẹt đâu ấy. Bị kẹt đầu rồi. Rồi. Rồi là con màu hồng mà không cần nữa, hồng nhiều lắm rồi. Đây chúng ta sẽ nên bắt vài con nữa, chúng ta quay lại con cuộn săn rồng các bạn. Nãy giờ bắt tiên nữ nhiều quá rồi. Thôi, giải tán nha. Tạm biệt các bạn. Ui. Lại nữa này. Mà bấm lộn nút các bạn. Ui. Quá trời biết gì. Mình bắt quá trời. Đây rồi, chúng ta lại gặp con gặp tiếp theo màu đỏ hay đây, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Nó vậy nhỉ? Đâu rồi? Mình lấy này về luôn. Đấy các bạn thấy không, gông đỏ chưa dậy. Ê, ui từ 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 gông ơi, chưa nói xong mà. Chạy 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 chạy, mình định nói là gông đỏ chưa bao giờ dễ đến thế nhi. Ui rồi các bạn biết tại sao mình làm bộ giáp màu đỏ rồi đấy, nó màu ta. Đấy, sao lại trên chảnh này, con gồng này đu già. À, nó xuống hả mày, chạy 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 chạy. Thì thường mấy chỗ gồng có cái hồ nước các bạn, còn toàn phắn xuống hồ nước thôi. Cái này mẹ ơi đâu rồi, ngoài đâu. Ôi bọn này mà chạy 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 chạy. Gồng con này có 477 máu này, bạn xem các bạn đoán xem mình có bao nhiêu da. Mình nghĩ là tầm khoảng mười mấy cộng quá, mấy cộng da thôi chứ đâu có nhiều gì đâu. Này tầm mấy con này chắc ít da lắm. Đừng hết tên rồi, chết đi. Công nhận mấy cung băng bắn thấm thật rồi. Bắn mấy gồng thì thấm thiệt. Ui 38 da lần à, nhiều thế. Xin lỗi nha, nghi ngờ mày rồi. Công nhận mình có duyên vòng đỏ thì vòng đỏ lần nào mình farm cũng nhiều da, ít nhất là hai mấy. Rồng đâu rồi ta? Tại sao mà lần nào mình tới tổ mình cũng không thấy con rồng? À đây, phải nó không vậy? Đây rồng đỏ. Còn điểm mà nãy giờ mình diệt bao nhiêu con rồng đỏ rồi? Ui, có cái bờ biển, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lại đây đi mẹ ơi, đứng thôi lửa hoài mẹ ơi. Đúng rồi. Các bạn nào mà chơi bản mắt thường mà không có phụ trợ nhẫn nhũng gì thì các bạn nên làm thuốc sáng lửa thì mình quấn cái gồng. Tại vì cái lửa đâm lửa nó cũng khá là đau, nó đau hơn cả đâm độc cơ. Nên các bạn cứ ăn thuốc kháng lửa vừa các bạn chơi. Thì đương nhiên các bạn phải xuống địa ngục rồi các bạn farm nhé. Chứ bạn hỏi mình thuốc ăn lửa ở đâu thì mình chịu ấy. Để coi được bao nhiêu nha. Con rồng này được bao nhiêu đây? Mình mới nói là rồng đỏ thì cho mình nhiều da, xong nó cho mình đúng chín da luôn ấy. Thôi nha, mình rút lại là nói nãy nha. Hiểu hiểu kêu gì. Giờ mình sẽ loot nhanh cái tổ này, mình tiếp tục đến những vòng tiếp theo nha các bạn. Con tôi cũng gần thôi. Đấy vàng hết. Ui mình lỡ cuốc phát cái đạch vậy là ở một đống đất người nữa rồi.
Không sao bạn, mình dục ghét thôi. Cái gì đây, mấy con sâu sa mạc à, độc ạch gì thế, mình không muốn vay tụi nó đâu bạn ơi. Chạy đỏ đúng không, con này màu đỏ đúng không, game này chỉ có màu đỏ thôi. Đâu nhỉ, gặp đâu ta, vì trên này mình thấy có con bét rồi, mình lấy con bét kia đây. Trong lúc mà mình không thấy gặp mình đi lấy bét đấy. Yeah, được một con bé chỉ cành. Con bé chỉ cành này ăn gì ta? Cái này hạt giống đó. Quan trọng nó rộng mình đâu. Con rồng mình đâu nhỉ? Đánh rồng mà tôi buồn ngủ luôn ấy. Rồng đấu tiêu bạn. Mấy con... đơ này lắc à, ôi con rộng nấu cái lạng này gì thì triển khai thôi. Thôi nữa bạn, đi tiệm vòng này gặp ông kia à, thôi coi như mày xui nhá, nhưng mà mày hết tên rồi bạn ơi. Rồi đây con rồng cuối cùng mình phải diệt trong ngày hôm nay rồi. Ui, nó thấy mình luôn này, con rồng này thông minh thế. Thì bạn ơi, đây là cái bằng chứng mà mình nói là con rồng sẽ phát hiện mình sớm đấy. Thì đây nó là như này đây, tức là bạn chưa thấy nó thấy mình này. Ui mày này, sắp hết mũi tên rồi, chết đi chết đi chết đi. Ui không, mình hết mũi tên rồi bạn ơi. Rồi, 200 máu cuốn chay vậy. 5 đam lần đánh. Làm sao bạn thích tiểu thành đại mình. Ây da. Quýnh rồng thì các bạn cứ lặn xuống quýnh thôi. Ây da, nó cứ gõ đầu mình vậy đó. Mày. Mày. Rồng không biết bơi, rồng không biết lặn. Ui nhưng mà nó biết bay. Nhưng mà mình ở dưới nước nên nó không sao. Chùm. Mấy cục này nó không ảnh hưởng gì mình hết rồi. Ui cái gì đây? Cho mình. Rồi, quýnh thì nào mới chết con rồng này đây. 6 đam. Ôi, nó lặn được rồi nè bạn. Nó cũng cuối cùng nó cũng úp cái đầu xuống nước rồi. Mày. Cái game này chừng nào ra gồng nước nha. Nghe nói phiên bản 1.16 nó ra gồng thét rồi. Biết nào ra gồng nước nè. Xuống dưới nước mình kiếm anh gồng. Ui, thả cái. Nó lại gấp mình lên nữa rồi. Mày. Có gồng lửa, gồng băng, gồng sét, thiếu gồng nước thôi. Cái mod này hiện tại cũng chưa hoàn thiện nữa, nếu mà mod tí xít gì đó, mod cuối của nó vẫn chưa hoàn thiện nữa. Có lẽ là sau khi mà mình có được cái bộ giáp dòng thì cái mod đầu tiên mình sẽ chơi sẽ là mod tí xít nha bạn. Cái mod cuối cùng mình chơi chắc là cái mod làm lầy quá ta, Between Land. Cái mod đó là mình khó chịu quá, mình cũng là biến chơi mod đó. Nhưng mà mình sợ độ khó của game nó tăng hoài nên là để càng gì sau nó sẽ càng khó thêm. Mình cũng khá là lưỡng lự mình chơi nó phải trước cái gì vậy, móc rồng thì bắt buộc chơi trước rồi, bắt rồng thì mình phải farm cho đủ da rồng để mình có được bộ giáp mạnh nhất kia nữa, kiểu đó mà mình chơi mấy cái mod kia nó dễ dàng được. Mình quýnh từ sáng sớm tới chiều tối luôn, tại vì không có cái cùng bằng quýnh nó lâu lắm. Mình ngủ cái đã, quái nó ra mệt lắm. Ôi. Nhưng mà ơi, các bạn nghe tiếng xe mỏ không? Thường các bạn nghe tiếng xe mỏ gần gần như này, ở dưới chân các bạn có hầm mỏ nha.
Hoặc là không á, mình nói vậy thôi. Nhưng mà thường thì hầm mỏ bây giờ dễ tìm mà. Được nhiêu da đây, quýnh mệt thấy mẹ. Nói này à. Được nhiêu đây. Kìa cái chính da vậy, quýnh từ sáng sớm đến chiều tối quýnh cực khổ. Các bạn nhìn mình quýnh gồng nhiều vậy để lấy da đúng không? Các bạn chưa đâu, các bạn còn hay quýnh một đống gồng để mà lấy máu gồng nữa cơ. Mỗi con rồng chỉ cho khoảng chừng 6 máu thôi. Bạn quýnh chừng bốn năm con vậy các bạn mới đủ bộ giáp cơ, cũng cực lắm các bạn. Nên là mình ngày hôm nay mình farm được bao nhiêu block rồi nha, mình farm được 21 block đỏ, 21 block đủ gì nhỉ. Đó là chưa đủ, mình nhắm nãy giờ vẫn chưa đủ. Cái này là một cú gồng băng rồi, giờ có lẽ mình nên đi về nhà thôi. Và mình đã về tới nhà rồi, mình sẽ để mấy con này ở đây nhé. Hết chỗ để rồi, chắc là mình sẽ để bánh được không? Không, không được luôn, chắc để tạm đó rồi bạn, bữa nay mình sắp xếp ra. Ôi, nhiều quá mình giết bớt rồi. Mấy cái con này nó cho súp thôi à, mình có không cần thiết gì đâu, với lại nó cho mình búp á, chụp vô hình đã. Đấy rồi, làm thumbnail ha. Giờ mình sẽ kết thúc tập này ở đây các bạn. Thì nãy giờ mình đã farm được khá là nhiều da rồng rồi, và ở tập tiếp theo mình sẽ chế tạo cái lò nung cho các bạn xem nhé. Thì hy vọng là các bạn thích cái series của mình và ủng hộ tiếp tục những tập tiếp theo mà mình ra mắt trong tương lai. Bye bye nào, bye bye nhé, bye.